Dạ, yeah, xin mến chào cô chú anh chị em mình ha. Dạ, yeah, rồi trường hợp hôm nay thì em biết em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một số cây, ví dụ như anh em mình sẽ gặp phải trong cái vườn này cả nhà. Cái tình trạng cái cây mà mình sau khi mình cho thuê Tết á cả nhà, này có số cây nhiều khi nó bị khô ha, bị khô, bị mất sức. Thì trường hợp sau khi mình cắt đơn, cây mình nó sẽ không đi được mạnh như năm trước. À, thì có một số cái lý do thiếu nước, hoặc là khi mình vận chuyển nó động cây, hoặc là khi mà mình cho nó nở nhiều quá thì cái cây mai mình nó cũng mất sức. Thì trường hợp hôm nay chia sẻ cả nhà mình trường hợp là tháng này thì một số cây nó tạo nụ lớn và nó không đi được đều. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình để cách mình xử lý nha cả nhà. Thì trong vườn nhiều khi sẽ có một vài cây hoặc là một số cây thì anh em mình không có nói chung là khi mình dưỡng lại thì có số trường hợp thì nó sẽ tạo nụ sớm vào cái cuối tháng 6 này. Mà trường hợp này thì thường là nếu mà mình sẽ xử lý không đúng cách tất cả nhà thì cây mai của mình nó sẽ nở sớm và nó không có được đẹp. Thì sẵn ở đây thì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình luôn ha, thì xử lý như thế nào. Thì đối với vườn em thì em sẽ xử lý cái cách riêng của em, còn ví dụ như anh em mình có cách khác thì mình sẽ xử lý theo cách khác. Thì đối với trường hợp của em thì đây có một cây này cả nhà, thì cây này là ghép đao phúc nè. Đây cả nhà thấy một số sau khi mà nó đi một cơi nè thì những cái này nó đã tạo nụ cái ở trong, tại vì mình cắt đôn đó nha thì nó sẽ ra một chùm ha. Chùm trường hợp là ví dụ như cắt cái nụ bông thì nó sẽ ra một cái chùm, nó không có đi tược được, nó sẽ bị đứng tược đó cả nhà. Đứng tược chỉ ra một cơi là nó đứng tược rồi, thì nụ nó lớn cả nhà thấy. Ví dụ có một số nữa là gai này, số thì nó đã tạo nụ. Em mới giật đó cả nhà, giật một số mà nó bị chùm thời gian lâu, nó đã tạo nụ rồi đây. Thì mình sẽ giật bớt ra, rong thưa ra, và những cái nụ lớn mình sẽ lãi bỏ. Không lãi thì vài ngày nó cũng nở cả nhà, cũng bung nở ha. Thì cây này đang hồi phục ha, hồi phục một số tược cả nhà mình thấy nó đi nè, nó đi rất là giọt ha. Tại vì trường hợp này thì nó không có chùm nè cả nhà, tược thì sau khi mình cắt đơn thì những cái tược cái mầm này thì nó ra rất là mạnh. Có một số thì nó ra chùm lá mình nó kín mít đó cả nhà, kính nên mình phải rong giật bớt. Nhiều quá thì mình không có xử lý kịp nè cả nhà, nên có số thì nó tạo nụ. Cả nhà thấy là nguyên một chùm đây không, nụ này nó đã nở rồi, và một số nụ còn nè mình sẽ lại bỏ luôn, và mình giật cho nó thưa lá ra để cho cái đọt nó phát triển mạnh ha. Đọt nó sẽ đâm chồi mạnh ra, đâm chồi đều ra thì cây mai mình nó sẽ không bị đứng tược nữa nha cả nhà. Thì hiện tại bây giờ nó đang có sức nè, nó rước. Cây nó đã hồi phục rồi, nhưng mà do lý do là mình để lá nó chồng nhau nè, nó bị chụp phức những cái đọt này cả nhà, phức những cái đọt và những cái chùm lá nó kín quá thì nó sẽ bị sận, nó không có đi tược được. Tại sao cây mai mình đó cả nhà đem ra nắng nó rất thích hợp ha, nhưng mà ở trong mát thì lại không có ngon. Thì cũng như những cái đọt này mà nó núp trong bóng râm nữa nha, nhiều lá kín đi thì cái tược nó không có phát triển. Đó cũng là trường hợp để cây mai của mình nó bị thiếu ánh nắng, cây mai nó không có đâm tược đều. Mình phải rong ha, rong ra để cho cái tược nó sẽ đi thật là mạnh ha, đi thật là mạnh. Thì hôm trước cũng có một số anh em hỏi em á, một số cây nó đã tạo nụ rồi, nó có đi đứng tược đó cả nhà, nó tạo nụ rồi thì mình sẽ xử lý như thế nào. Thì sẵn ở đây thì em sẽ quay cái clip này để chia sẻ. Thì nếu anh em mình trong vườn hiện tại bây giờ ít nhiều gì cũng phải có một vài cây đó cả nhà. Lý do là do cái cây mai của mình nó chơi Tết, thời gian Tết nó cũng bị một số lý do nó không có phát triển được điều, thì nó sẽ đứng tược sớm. Do vậy thì hôm nay thì sẵn ở đây thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình để góp một số ý kiến ha. Thì anh em mình thấy hợp lý thì anh em mình sẽ áp dụng mà làm theo. Thì hiện tại bây giờ mình không có lãi lá được, rong lá như tháng 4, tháng 5 hoặc là đầu tháng 6. Thì tại vì mình giật lá nhiều
ha, nhiệt lá hết trong thời điểm này, mưa gió nhiều, cây mai của mình nó sẽ bị dư nước ha, hoặc là khi mình lãi hết thì mình sẽ tưới dưỡng thôi. Tưới dưỡng thì nó sẽ không có kịp ha. Trường hợp mà nó dễ dàng lá răng xanh rất là nhiều. Nếu anh em mình không tin, bây giờ cái cây ví dụ như cây này, anh em mình lãi lá hết ha, lãi lá hết, không chừa lá gì hết, thì anh em mình tưới dưỡng vô thì nó sẽ bị vàng lá, một số lá nó bị vàng rất là nhiều ha. Thì lý do mà em chia sẻ cho cả nhà để cả nhà mình có thể tham khảo cái video này nha cả nhà. Thì trường hợp anh em mình ở nụ to nhiều quá thì mình sẽ xử lý cách như em, rong bớt đi, rong bớt đi để cho nó thưa ra. Đây, cả nhà thấy nè, cây rất là sung khỏe ha. Nhưng mà trường hợp lúc qua Tết thì cây nó chưa hồi phục, nhưng hiện tại bây giờ mưa gió, cả nhà thấy nè, đi được rất là mạnh. Những cái chỗ nào mà nó không có chùm lá đó thì nó sẽ đi được rất là nhanh, rất là mạnh ha. Đây, là nhìn thấy cái lá nào cả nhà biết rồi, cây nó sung. Nhưng lý do là mình trời Tết nó chưa có hồi phục ha, chưa có hồi phục kịp. Thì tới khi mà nó hồi phục rồi thì nó đã tạo nụ, tạo nụ thì bắt buộc mình phải rong bớt đi cho cái cây mai của mình, nó sẽ đâm chồi mới ra nó rất là nhanh cả nhà. Thì trường hợp này nếu mà nó đâm chồi khoảng 2 cây nữa thì nó rất kín rồi nha. Ví dụ cây này cây nữa, cây thêm một cây nữa ha, thì nó đã kín tàn rồi. Mình sẽ an tâm rồi, không cần phân tàng lớn, ví dụ 2-3 tấc nữa là vừa nữa nha. Cây mai mình cũng đã đặt tàn rồi, cũng như cây siêu bông Sài Gòn nè, chờ Tết cũng rất là nhiều quá nha. Thì nay nó mới hồi phục, em cũng giật lá cũng rất là nhiều luôn, nó ra chùm chùm giật lá nè. Nhà này thấy nó đi được, nó giọt được đây nè, thấy nè. Thì để cho nó mạnh mình sẽ bấm một lần nữa, bấm cho nó đều tàn, phơm tàn để Tết cho nó đẹp nha cả nhà. Nếu mình rong như vậy thì mình vẫn tưới phân bình thường nha cả nhà. Cả nhà mình đừng có ngưng phân ha. Nếu mình rong khoảng 10-20% mình giật số lá chùm thôi. Những cái chỗ nào thoáng trống rồi mình không có giật, mình cứ để bình thường, tược nó ra bình thường thôi. Đừng giật hết, tại vì thời điểm này thì nó cũng có lá nhiều, thời tiết cũng mát dịu, thì mình đi phân tiếp tục, mình đi phân cử phân bình thường, mình tưới bình thường. Nếu này mình ngưng tưới dưỡng không khoảng 2 cử sau là tiếp tục nó làm nụ nha cả nhà, tụi làm nụ. Cái nào nở thì mình sẽ lãi bỏ đi ha, cái nào mình cảm thấy nở thì mình sẽ lãi bỏ. Thì cái nụ này mà để tới thời điểm đó nó cũng không có, nó cũng nở trước rồi cả nhà. Mình sẽ lấy những cái cây sau, thời điểm này cũng còn sớm nè, để anh em mình sẽ tạo nụ cho cây mai của mình vào tháng 8, tháng 9 ha, nó vẫn còn kịp nha cả nhà. Đây, số cây mình nuôi cho khách nè. Cây này năm nay cây này được cái bộ đế rất là đẹp luôn đó nha, để như cái móng rồng ha. Cái này mình nuôi cho khách nè, vườn tàn cũng khá là đẹp luôn đó nha, đặt khách ha. Cây này cũng nuôi cho khách. Đó, thì hôm nay thì tiếp tục em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình để cô chú anh chị em mình có cách giải quyết trong thời điểm này cả nhà. Sẵn ở đây thì em cũng quay thêm cho cả nhà mình một số cây em mới ghép nữa cả nhà, số cây mới ghép. Nếu mình biết cách chọn bo để đóng vô những cái cốt lớn này nè cả nhà, anh em mình sẽ chọn bo. Thứ nhất là cái bo nó phải cứng cáp, nó già, đừng chọc bo non, tại vì cái nhựa già nó vô những cái lõi thân này nè, cái thân này, cái cốt lớn mà anh em mình đóng nó non quá đó cả nhà, nó non quá thì cây mai của mình nó sẽ không có phát triển đều. Anh nhà thấy nè, đóng nè, đóng nó giọt rất là mạnh luôn ha, rất là mạnh, rất là sung. Thì mình lựa những cái bo già, bo khỏe, những cái hạt gạo đó cả nhà, những cái mắt đó, mắt mình gọi là, thường anh em mình cũng gọi là hạt gạo đó, thì mình sẽ lựa những cái mắt nào nó mập ha, nó mập để mình đóng vô thì nó sẽ ra chèo mạnh ha, đậm chè chèo mạnh, nó phát triển rất là nhanh. Đây cây nữa nè cả nhà, cây này nó ra cũng mạnh hơn nữa nè, này nó thơm lùm hết rồi. Mình dìu dây trước tại thời điểm này mưa gió đó cả nhà,
mưa gió thì thường nó sẽ dễ tách bo. Thì sau khi mình tháo bọc ra mà nó lú một đoạn thôi thì anh em mình sẽ quấn liền, đừng để nó tách, những cái bo mình ghép lại sẽ không có được nữa nha. Tại vì những cái đầu mặt này nè, đầu mặt cắt này nó lớn, mà anh em mình rớt rớt bo đi thì mình đóng thì sẽ không có trùm bọc được cái nha, hoặc là nó không có phát triển. Thì nhánh này nó phát triển mạnh rồi, những cái nhánh sau thì có những nhánh nó phát triển được, có những nhánh nó không phát triển được. Thì như anh em hỏi ha, có một số trường hợp nó gớt bo thì mình cứ việc đóng cái nha, lựa những cái bo nào nó mập ha, nó mập nó thật là khỏe đó, cảm thấy nó sung khỏe, nó mướt nhất thì anh em đóng vào. Đó, cũng có trường hợp nó ra sung khỏe là kịp, có những trường hợp nó cũng bị rớt hoặc là nó không có phát triển được đều. Lý do thì do cái nhựa cây của mình nó phát triển hay không thì cũng lý do để anh em mình tham khảo ha. Cái việc đóng, nhưng mình đóng thì mình xử lý cũng tùy trường hợp thôi, có những cây nó sung khỏe, có những cây nó không có phát triển cái bo mình ghép sau nữa nha. Này ghép cũng 4-5 tháng rồi cả nha, cắt bo hôm nay cũng nhiều đợt rồi. Này nó phượt ra cả nhà thấy nè, phượt ra bo nữa rất là nhiều luôn đó nha. Ví dụ như trường hợp bây giờ cái nhà mình, em sẽ chọn lựa cho cái nhà mình đây, những cái mắt này nè, mắt này là những cái mắt mập ha, nó mập, cả nhà thấy nó mập nè, nó mập. Những cái mắt này lại không ngon cái nha, nó ra lá rồi lại không ngon. Và những cái mắt đọt này nữa nó lại càng không ngon nữa. Nếu mình ghép cái chọt á, có nghĩa mình nuôi mai zin lên á, cái chọt nó bằng điếu thuốc hoặc là nó bằng ngón tay thì mình sẽ, nó đang mướt thì mình đóng những cái bo này được. Còn khi mình đóng vô những cái cốt mà lớn á thì mình đóng bo này nó sẽ rất là dở, nó chậm phát triển như thế nha. Chậm phát triển nên mình lựa những cái bo thật là ngon, thật là mập. Như cái những cái cửa gà này nè, cái nhà đóng rất là ngon nè, nó mập là nó mướt nè, nhà thấy nó mướt ha. Chọn lựa thì ở đây ghép những cái cây bonsai thì em ghép rất kỹ nha, không có bo chờ đợi, nhưng mà khi có bo rồi thì mình sẽ lựa những cái bo thật là ngon nhất. Cái bo dài này lại không ngon nè cả nhà, bo dài nó ốm ha. Còn cái bo dưới đây nó sẽ mập hơn nè cả nhà, mập hơn đó. Các trường trồng được rồi, những cái bo của em thì em sẵn đây cũng chia sẻ cho cả nhà mình luôn. Đây hơi ốm nha cả nhà. Đây, những cái bo mà nó xanh được như vậy rồi thì cái này hộp gạo này khoảng chừng 4-5 ngày nữa thì mình ghép rất là ngon nha cả nhà. Cái chọt nó phải xanh mướt cứng vậy, chứ đừng để nó non quá trừ khi mình ghép cái chọt thôi. Có nghĩa là những cái chọt ghim của cái cây á, mình nuôi được hai cơ ba cơ đó, mình đóng vô thì rất là tốt. Còn mình đóng thân thì anh em mình sẽ chọn lựa ha, đừng có ý mình đóng những cái bo non vô và còn cái bo nó không có mập đó thì cái mai nó dễ bị xuống ha. Dạ rồi, thì hôm nay cũng có dịp chia sẻ thêm cho cả nhà mình cách xử lý một số cây để nó đã tạo nụ một phần, nó không có đi trượt đều thì anh em mình sẽ giật lá xử lý. Em chia sẻ thì anh em mình thấy đúng thì anh em mình sẽ áp dụng làm theo, đó là cách riêng của vườn em. Còn anh em mình có cách khác nữa thì anh em mình sẽ xử lý riêng nữa ha cả nhà. Thì chúc cô chú anh chị mình làm một cây mai thật là đạt để mình chơi Tết nha, cho nó hiệu quả và mình Tết mình được cái mai chưng Tết ưng ý nha cả nhà. Rồi, em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nha, những cái video tiếp theo thì rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị mình cũng như đăng ký kênh, ủng hộ kênh trong thời gian qua. Em xin mến chào ạ.